Không còn là tin đồn La Vân Hy chính thức công bố tin vui cùng bạn gái Trương Nhược Nam. La Vân Hy và bạn gái chính thức thông báo tin vui, fan tràn vào chúc mừng. Vào đầu năm nay, La Vân Hy nhờ trường Nguyễn Tận Minh tái hợp cùng Bạch Lộc đã phần nào hâm nóng lại tên tuổi của mình. Hào quang Mỹ Nam cổ trang từ thời nhuận ngọc trong hương mật tựa khỏi xương giúp anh chàng được khán giả kỳ vọng nhiều hơn nữa. Mở đây La Vân Hy đã nhận tin vui lớn hứa hẹn, khởi động màn ảnh nhỏ. Theo đà mới đây, phía đoàn phim người tình hệ chữa lành tên cũ khi tình yêu gặp được Darwin. Do La Vân Hy và Trương Nhật Nam đóng chính đã đưa ra thông báo mới. Cụ thể bộ phim đô thị này sẽ chính thức được lên sóng trên khung giờ thứ hoàng của CCTV 8 và Soku bắt đầu từ ngày 2 tháng 11. Thông tin này khiến cộng đồng fan của La Vân Hy và Trương Nhật Nam cực kỳ vui mừng. Như vậy sau Trường Nguyễn Tuấn Minh, La Vân Hy sắp có bộ phim thứ hai lên sóng trong năm 2023. Cả anh chàng và Trương Nhược Nam đều là những ngôi sao có ngoại hình đẹp diễn xuất tốt nên được khán giả vô cùng mong đợi. Bên cạnh đó vẫn có không ít người bày tỏ lo ngại về ngoại hình có phần quá gầy của nam chính La Vân Hy trong người tình hệ chữa lành. Chưa dừng lại ở đó lên sóng vào tháng 11, cũng đồng nghĩa với việc người tình hệ chữa lành của La Vân Hy và Trương Nhược Nam sẽ phải đối đầu trực diện với loạt đối thủ lớn. Trong đó đáng gờm nhất phải kể đến sĩ Á Vi Doanh gia Bạch Lộc Phương Hạc Đệ đóng chính. Ngoài ra còn có rất nhiều rất nhiều anh châu dã đàn kiện thứ, chạy quỹ đạo lâm nhất nếu hạ tồn, tôi muốn đi ngược chiều gió cung tuần trung sở hy.